Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Ông Sinayang đã khiến tuyển Việt Nam phải bất ngờ ngay khi nhập cuộc, chỉ dùng 2 trung vệ thay vì là 3 người như trận gặp Iraq đẳng cấp hơn trong ngày ra quân. Ông Sinayang biết đội nhà có thể chơi và thắng được tuyển Việt Nam nên rất tự tin khi bố trí đội hình như vậy. Ngoài sơ đồ 2 trung vệ thì Indonesia cũng dùng thêm cầu thủ kỹ thuật là Maulana ngay từ đầu. Cầu thủ này giúp cho tuyển Indonesia cầm bóng, đi bóng tốt. Ông Sinayang là không hề e ngại tuyển Việt Nam và ông cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đoán bắt được đối thủ xếp hơn mình 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Indonesia đẩy tuyển Việt Nam vào thế trận phòng ngự ngay từ những phút đầu tiên. Họ áp sát mạnh mẽ và các học trò của ông Philippe Jozier phải lúng túng. Cánh trái của Tuấn Tài, Minh Trọng đã thoát pressing khá hơn so với cánh phải nơi có Thanh Bình và Xuân Mạnh. Tuyển Việt Nam đã chịu thua một bàn thắng sau nhiều nỗ lực dồn ép đối thủ. Từ đường bấm bóng của Ahmad thì Rafael đã khiến cho Thanh Bình phải mắc sai lầm. Đây là lỗi không đáng có của Thanh Bình, cầu thủ của Thể Công Viettel đã chơi sa sút ở mùa giải năm nay. Việc ông Philippe Jouzier chọn học trò để rồi phải trả giá như trường hợp của Thanh Bình khiến cho nhiều cổ động viên phải tiếc nuối. Họ có thể là không hiểu vì sao một trung vệ dày dạn trận mạc như Thanh Bình lại có thể hớ hênh trong việc theo kèm tiền đạo đối thủ ở giải hàng đầu của châu Á. Trước đó thì các cầu thủ Việt Nam cũng đã phải trả giá rất nhiều cho các sân chơi lớn có áp dụng VAR. Việc Thanh Bình được lựa chọn thay vì là Duy Mạnh cũng khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi. Nhưng rõ ràng khi Duy Mạnh mùa này chỉ chơi được 2 trận ở V-League do chấn thương, trong khi đó thì Ngọc Hải phải ở nhà thì ông Philippe Jouzier cũng không có sự lựa chọn nào khác. Tuyển Việt Nam đã phải trả giá đắt cho sai lầm cá nhân của trung vệ Thanh Bình, nhưng nó cũng phản ánh sự chuẩn bị tốt giúp cho thầy trò ông Sinayang được tưởng thưởng bằng trận thắng xứng đáng. Hiệp 2 thì ông Sinayang đã tung hàng loạt hậu vệ vào sân để bảo vệ thành quả. Indonesia có thể câu giờ khiến cầu thủ Việt Nam phải ức chế, nhưng chính các học trò của ông Philippe Jouzier cũng không áp dụng được lối đá sở trường để khoan phá hàng thủ kỷ luật của Indonesia. Họ không phải là không có sai lầm, nhưng sự lúng túng của tuyển Việt Nam phần nào giúp họ giữ sạch lưới. Điển hình như là cơ hội cuối trận của Văn Khang, cầu thủ của Thể Công Viettel đã chọn cú sút khó thay vì là khứa lòng vào góc gần để có thể gỡ hòa. Tuyển Việt Nam cũng chơi rất nôn nóng, liên tục chuyền dài, tranh chấp bóng bổng vốn không phải sở trường. Indonesia rất vui mừng vì tuyển Việt Nam lại dùng sở đoản để đối đầu với họ. Do đó mà chúng ta không có pha phối hợp nào tốt để có thể khiến khung thành của Ari phải chao đảo. Đình Bắc không thể ra sân, đến giữa trận thì Tuấn Hải lại bị đau và phải rời sân sau hiệp 1. Tuyển Việt Nam không có chân sút tốt và cũng là nguyên nhân để cho Indonesia dễ chơi. Vào lúc này thì cầu học trò cưng của ông Philippe Jouzier là Văn Tùng cũng không đáp ứng được sự tin tưởng hết mực từ ông thầy người Pháp. Trước khi rời sân do chấn thương, tiền đạo này thi đấu mờ nhạt và khiến không ít người thất vọng. Việc đưa Văn Toàn vào sau cũng không thể giúp cho chúng ta cải thiện tình hình. Thất bại trước Indonesia khiến cho thầy trò ông Philippe Jouzier hết cơ hội đi tiếp. Tuyển Việt Nam dẫu sao vẫn còn một trận gặp Iraq ở lượt cuối của bảng D để cải thiện mình. Đội tuyển Iraq đã chắc suất đi tiếp sau 2 trận thắng và có thể sẽ chơi giữ chân trước đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Indonesia gặp Nhật Bản, vừa thua Iraq nên có thể sẽ phải hứng chịu trận đấu không khoan nhượng của người Nhật. Việc có 2 bàn thắng vào lưới Nhật và lối chơi tích cực thực sự là không còn nhiều ý nghĩa khi chúng ta đã thua Indonesia. Indonesia cho thấy họ không hề đơn giản và việc ghi được một bàn vào lưới Iraq, đối thủ đã thắng Nhật Bản cho thấy điều đó có thể còn sức nặng hơn so với 2 bàn thắng của chúng ta vào lưới Nhật Bản. Tuyển Việt Nam thực sự là cần phải cải thiện bản thân theo hướng tích cực để có lời chia tay đẹp của giải đấu này. Việc không hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng và thành tích kém người tiền nhiệm Park Seo khiến cho ông Philippe Jouzier chịu nhiều áp lực. Năm 2004 tại Asian Cup diễn ra ở Trung Quốc, ông Philippe Jouzier đến giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch khi 4 năm trước ông từng giúp cho Nhật Bản lên ngôi. Nhưng không phải Nhật Bản, tại vòng chung kết năm đó, ông Jouzier làm huấn luyện viên trưởng của Qatar. Giải đấu cách đây 20 năm, ông được kỳ vọng rất lớn khi Qatar đầu tư rầm rộ để nâng cao thành tích. Ông thầy người Pháp chính là kiến trúc sư trong kế hoạch hóa rồng của nền bóng đá này. Tiếc rằng là ngay trận đầu tiên, thầy trò ông Philippe Jouzier nhận gáo nước lạnh từ Indonesia. Gặp đối thủ yếu hơn, Qatar không thể áp đảo thế trận. Họ bị dẫn trước ở phút 26. Lối chơi hợp lý, tấn công đa dạng, Indonesia đã nâng tỷ số lên 2-0 vào hiệp đấu thứ hai.
và những gì mà đội tuyển Qatar làm được chỉ là một bàn danh dự ở phút thứ 3. Tuyển Qatar thất bại chung cuộc 1-2, nó khiến giấc mơ và vòng knockout của Qatar vỡ tan. Thậm chí, họ kết thúc vòng bảng với một điểm và đứng cuối. Hết giải đấu năm đó, huấn luyện viên Philippe Chaouzier cũng phải ra đi không kèn không trống. 20 năm sau, trở lại Asian Cup trong vai trò dẫn dắt tuyển Việt Nam. Lần này thì ông tiếp tục đụng Indonesia và cái dớp Indonesia dường như là vẫn chưa buông tha. Tuyển Việt Nam đã gặp khó trong thế trận chắc chắn, quyết tâm của đối thủ. Cộng với pha xử lý non nớt của Thanh Bình mà thầy trò ông Philippe Chaouzier đã nhận thất bại 0-1, qua đó chắc chắn là đứng cuối bảng D. Cái kết tương tự ở Asian Cup 2024 đang xảy ra với ông Philippe Chaouzier. Lời nguyền Indonesia còn vận vào ông tại SEA Games 32. Trận bán kết, Việt Nam đã từng áp đảo đối thủ và tạo ra thế trận vượt trội, nhưng cuối cùng lại thua 2-3 và không thể tiến vào trận tranh huy chương vàng. Trong 3 trận gặp Indonesia, thua cả 3 và có lẽ đó là bước ngoặt trong sự nghiệp cầm quân của vị huấn luyện viên này. Thua Indonesia 0-1 trong trận cầu then chốt, Việt Nam sớm chia tay Asian Cup, kèm theo đó là sự hồ nghi đỉnh điểm cho triết lý kiểm soát bóng của phù thủy trắng Philippe Chaouzier. Chúng ta buộc phải thắng Indonesia, một bại tướng quen thuộc của chúng ta dưới thời Ông Park, để nuôi hy vọng mong manh đi tiếp tại Asian Cup 2024. Nhưng các học trò của ông Philippe Chaouzier chỉ có thể trình diễn lối chơi bạc nhược và nhận thất bại từ một lỗi sơ đẳng. Chúng ta có lẽ không cần nói nhiều về tinh thần cũng như ý chí của tuyển Indonesia. Nhìn cái cách họ gục xuống sân cầu nguyện và ăn mừng trong mồ hôi nước mắt, tất cả đều hiểu được một khát vọng lần đầu chiến thắng Việt Nam. Nhưng chúng ta phải nói về con người và lối chơi của đối phương. Lần đầu tiên trong 4 năm qua, các cầu thủ Indonesia không đón tiếp Việt Nam bằng thái độ thù địch và những pha vào bóng triệt hạ. Các học trò của ông Shin Tae-yong đã thực sự chơi bóng bằng những thứ năng lực vốn không hề tệ. Họ hầu như dẫn dắt mọi thời điểm ở trên sân. Indonesia tại Asian Cup này có những cầu thủ nhập tịch chất lượng tốt, hòa nhập nhuyễn với hệ thống chiến thuật của ông Shin Tae-yong. Nhờ đó mà ông Shin Tae-yong có thể tự tin đặt dấu ấn của mình trong trận đấu với Việt Nam. Họ thắng trong tranh chấp tay đôi, họ chiếm ưu thế hoàn toàn nhờ ý tưởng pressing ngay từ phần sân nhà của chúng ta. Họ cũng dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng có chiều hướng tự phát mà tuyển Việt Nam chỉ thực hiện được một cách yếu ớt. Trước Nhật Bản, đội bóng của ông Philippe Chaouzier ghi được 2 bàn, cầm bóng đến 42%. Trước Indonesia, chúng ta chỉ cầm bóng được 57%. Tỷ lệ này có được chủ yếu nhờ trong hiệp 2, đối phương chủ động nhường thế trận phản công, nhưng quan trọng là không ghi nổi bàn nào. Ông Philippe Chaouzier trước giờ bóng lăn nhận định với Indonesia rằng là họ cũng khó khăn không kém gì Nhật Bản. Đó là điều duy nhất mà ông đúng ở đây. Thực sự là lựa chọn áp sát của Indonesia khiến cầu thủ của chúng ta trong suốt hiệp 1 gần như không kịp thở. Nó rất khác với cái cách tiền vệ Nhật Bản nhẫn nha chơi theo phong cách cửa trên, giúp chúng ta có nhiều không gian, có nhiều thời gian để tính toán và luân chuyển. Trong bàn cờ đã chuẩn bị rất kỹ của thầy trò ông Shin Tae-yong, Tuấn Anh và Nguyễn Thái Sơn ở trung tâm hàng tiền vệ liên tục bị các cầu thủ Indonesia quay giáp và cắt đường kết nối với các tiền vệ xung quanh như là Minh Trọng, Phạm Xuân Mạnh hay là Nguyễn Quang Hải. Cách triển khai bóng của chúng ta chỉ còn trông cậy vào chuyền dài từ các trung vệ như là Nguyễn Văn Tùng, Phạm Tuấn Hải ở tuyến đầu coi như là vô hại trước những gã khổng lồ như là Hapner, Sandy Watts hay là Jordi Amat. Nếu có một điểm gì đó còn nuối tiếc với Indonesia thì đó là khả năng dứt điểm. Nếu sắc sảo hơn thì họ đã không rời sân với một bàn. Trong khoảng thời gian cuối trận, Việt Nam buộc phải dồn lên để gỡ. Các cầu thủ Indonesia đã có vô số thời cơ, thậm chí là lên bóng trước không thành của Philippe nhưng vẫn sút ra ngoài. Pha bóng mà chúng ta vừa nói ở trên có thể coi là tiêu biểu cho một trận đấu mà chúng ta không có gì cả. Không điểm số, không lối chơi và không có phương ứng. Ông Chaouzier chứng kiến Indonesia chơi ngang ngửa với một Iraq giàu thể lực và sáng tạo đã bày tỏ sự tôn trọng đối thủ. Nhưng cách tiếp cận trận đấu của ông rõ ràng là mạo hiểm hơn khi cất Đỗ Hùng Dũng đang quen cảm giác thi đấu thay bằng Quang Hải đã lâu ngồi dự bị. Ông muốn chủ động linh hoạt trận đấu bằng thế trận thiên về tấn công và chìa khóa quen thuộc vẫn là kiểm soát bóng. Nhưng bóng chỉ lan được 10 giây, Indonesia đã cướp thành công một đường phối hợp từ nửa sân và uy hiếp trực diện bằng cú sút buộc Nguyễn Philippe phải vất vả chống đỡ. Trong 10 phút đầu tiên, Indonesia có 3 lần dứt điểm trong vòng cấm, liên tục nhồi bóng gây sức ép. Và điều ý nghĩa nhất mà họ làm được là đẩy chúng ta vào trạng thái hoang mang. Nhìn danh sách ra sân thì không phải ông Chaouzier chọn phương án phòng ngự,
Nhưng trước sự tinh nhuệ của đối phương thì các học trò của ông buộc phải co mình lại mà chịu trận. Tuyển Việt Nam đã không sẵn sàng cho tình huống này, bởi vậy mà họ dễ dàng rơi vào thế trận bị động, thủ thì dối mà công thì cùn. Cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc vắng mặt vì chấn thương là một thiệt thòi cho nhà cầm quân người Pháp. Nhưng trong tương quan cả đội không có bóng để chơi, nếu góp mặt ở trên sân thì e rằng Đình Bắc cũng rất khó khăn để có thể đá đúng sức mình. Trong khi đó thì Quang Hải chỉ còn là cái bóng so với chính mình trước khi xuất ngoại một chuyến đầy bão táp. Tuyển Việt Nam chỉ thực sự bùng lên ở ít phút đầu hiệp 2, nhưng ngay sau đó ông Sinh Yang đã sốc lại đội hình phòng thủ. Cách chơi kiểm soát bóng không ở đẳng cấp cao của chúng ta nhanh chóng xa vào thế bế tắc. Một gương mặt trẻ già lẫn lộn mà ông Philippe Jouzier thay vào như là Hùng Dũng, Văn Tùng, Lê Phạm Thành Long, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh đều không là tác nhân gây đột biến. Ai đó sẽ tiếc cho cú sút của Khuất Văn Khang quá vội vàng để đập chân hậu vệ của Indonesia trong những phút cuối. Ai đó cũng sẽ tiếc nếu Tuấn Anh băng vào sớm một chút để đệm bóng tốt hơn. Ai đó sẽ trách cứ Nguyễn Thanh Bình với pha phạm lỗi sơ đẳng dẫn đến quả phạt đền. Nhưng những khoảnh khắc tiếc nuối hoặc là sai lầm đó vẫn là quá nhỏ nếu nhìn vào toàn cục. Hơn 100 phút thi đấu trong cảnh bối rối, căng thẳng và rối loạn. Chúng ta sẽ không vì một giải đấu sớm thất bại mà gây sức ép lên cá nhân huấn luyện viên Philippe Jouzier. Chúng ta cũng không nên vì một chuỗi trận bất bại đứt gãy trước Indonesia mà phán xét chiếc ghế của ông thầy người Pháp. Nhưng chúng ta cũng cần phải kiểm chứng tính hiệu quả của triết lý kiểm soát bóng nâng tầm mà ông Philippe Jouzier đang vận hành. Triết lý đó đương nhiên là thức thời, là tiến bộ, là thứ có thể giúp cho chúng ta vươn xa hơn. Nhưng ít nhất vào thời điểm này, nó chưa phù hợp với nguồn lực cũng như là các mục tiêu của đội tuyển. Bây giờ thì thực sự là nhắc đến AFF Cup thôi thì cũng đã là một cái gì đó xa xôi, gian khó, xa hơn trước rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.